Chương trình tiếp tục với các thông tin khác. Theo dự thảo nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, dự kiến có 13 ngành lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030. Dự thảo nghị quyết nêu rõ các ngành lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 bao gồm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, khoa học công nghệ, y tế, dân số và gia đình, văn hóa, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường, các hoạt động kinh tế, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, xã hội và các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật. Dự thảo nghị quyết cũng đưa ra các nguyên tắc về phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030. Trong đó yêu cầu việc phân bổ vốn tuân thủ các quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách, thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng đến nay đạt hơn 6% so với cuối năm 2023. Chỉ riêng trong tháng 6, tổng nguồn vốn tín dụng vào nền kinh tế ước tính ở mức trên 480.000 tỷ đồng, cao hơn con số của cả 5 tháng đầu năm. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tín dụng tăng trưởng âm, phải đến 31 tháng 3, tín dụng mới tăng trưởng trở lại với mức tăng 1,34%. Như vậy, có thể thấy tín dụng đã tăng trưởng mạnh trong tháng 6. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đây là hiện tượng bình thường, tín dụng có xu hướng tăng cao vào nửa cuối năm và sụt giảm trong những tháng đầu năm. Nếu tốc độ tăng trưởng tín dụng này được duy trì, khả năng tín dụng cả năm đạt 15% không phải là mục tiêu bất khả thi. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đạt được kết quả khá toàn diện và rất đáng khích lệ, đã hoàn thành và hoàn thành vượt kỳ vọng nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ. Đáng chú ý về đầu tư nước ngoài, kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng minh sự hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng khá, tổng vốn đăng ký đạt gần 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó vốn đăng ký mới tăng 46,9%. Số vốn FDI giải ngân đạt 10,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2%. Tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm gần đây. Điều này phản ánh các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng cam kết tại thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh năng lực hấp thu và giải ngân vốn đầu tư của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Đáng chú ý, thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng các dự án đầu tư. Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng như sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 6 tháng đầu năm nay. Thưa quý vị, sau gần 30 năm, đến nay các khu công nghiệp tại Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Trong bối cảnh đã và đang có nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI, định hướng phát triển công nghệ xanh, công nghệ sạch, yêu cầu cấp thiết đặt ra là các khu công nghiệp cần phải có hạ tầng sạch để nhà đầu tư nước ngoài xây dựng nhà xưởng phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đáp ứng xu thế tất yếu đang diễn ra trên toàn cầu. Những năm gần đây, vốn FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm khoảng 35-40% tổng vốn FDI đăng ký thêm của cả nước. Nếu tính riêng vốn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thì con số này là 70-80%. Như vậy, có thể thấy khu vực công nghiệp đã trở thành khu vực trọng điểm, thu hút nguồn vốn đầu tư, cũng như các dự án lớn trong và ngoài nước, là điểm đến của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, LG, Canon, Lego. Việt Nam có 414 cái khu công nghiệp đã được thành lập tại 61-63 tỉnh thành phố. Thì cái khu công nghiệp đã thu hút được một cái lượng lớn vốn đầu tư, nó bổ sung cho cái nguồn lực đấy, cho đầu tư phát triển, thúc đẩy cái quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Những năm gần đây, Việt Nam thí điểm chuyển đổi một số khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái thông qua thúc đẩy sản xuất sạch hơn và liên kết hợp tác trong sản xuất để sử dụng hiệu quả nguồn lực. Các khu công nghiệp sinh thái xuất hiện sẽ tạo động lực mới để chuyển đổi khu công nghiệp của cả nước theo tiêu chuẩn mới. Trước hết cần có những cơ chế ưu đãi hấp dẫn và đa dạng cho các nhà đầu tư FDI tại Việt Nam.
đặc biệt là liên quan đến phát triển hạ tầng cụm công nghiệp bền vững. Quỹ hỗ trợ đầu tư dưới sự quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có vai trò đáng kể để nâng cao quá trình cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đáng kể sự chuyển dịch của Việt Nam sang tương lai xanh và sạch hơn. Việt Nam cần sớm đưa ra một cái tiêu chí cụ thể đối với hình thành các cái khu công nghiệp mới và các cái khu công nghiệp chuyển đổi, đặc biệt là với các cái khu công nghiệp sinh thái xanh, với các cái chính sách ưu đãi cụ thể như là tiếp cận đất đai, vốn tín dụng và trách nhiệm của các bên trong cái đầu tư khu công nghiệp hiện nay. Để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu thu hút được dòng vốn đầu tư chất lượng cao, việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp sinh thái là con đường tất yếu. Nhà nước cần sớm hoàn chỉnh và đồng bộ về thể chế, chính sách, mô hình phát triển và phương thức quản lý các khu công nghiệp sinh thái, có chính sách hỗ trợ về thuế, về tài chính, đất đai cho các đối tượng thật sự có khó khăn trong quá trình chuyển đổi này.